Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Thế Anh. Và ngày hôm nay thì bên Thế Anh ô tô lại vừa về thêm một mẫu SUV 8 chỗ máy xăng số tự động đến từ thương hiệu của Nhật Bản, đó là chiếc Mitsubishi Zinger sản xuất năm 2009 phiên bản số tự động. Tổng thanh xe là màu nâu mọi người nhé. Không bị kiểm soát là 15A08945 này. Đi xe là bộ mâm đúc kép rất là đẹp này. Mâm đúc là 16 nhá, 16 inch. Dàn nốt khe rãnh nha nhé. Khám phí thì đến tháng 12 năm 2021. Và phần cụm đèn pha của xe đây mọi người nhé. Thiết kế này, đèn pha còn rất là sáng, còn nguyên bản nhé. Mặt ca năng này. Mẫu xe Mitsubishi thì gần như là được mệnh danh là lồi đồng cú đá rồi. Và phần máy số gầm bệ thì gần như là đứng đầu thế giới mọi người nhé. Riêng dòng Mitsubishi này thì rất là bền, cực kỳ là bền bỉ. Đây, quan sát phần ngoại thất của xe mọi người có thể thấy rõ nhé. Phần thân vỏ của em nó thì rất là đẹp luôn, rất là long lanh. Một mẫu SUV cao to, cầm cao, đi được nhiều người, rất là phù hợp với gia đình có đông thành viên. Đăng ký là 8 chỗ mọi người nhé. Đây, cụm đèn hậu của xe được thiết kế đây. Đây, cụm đèn hậu đây. Rất là cao to. Mitsubishi Zinger sản xuất năm 2009 phiên bản số tự động máy xăng. Về phần lốp sơ cua, lốp treo rồi mọi người, dàn lốp cái rãnh này nhá. Về phần thiết kế khung gầm của em nó đây, đó, khung gầm đây nhá, không có một quạt gì đâu nhá. Xe em cam kết với mọi người là không một lỗi nhỏ nhá. Cột kèo keo chỉ zin hết, xe không có tai nạn ngập nước. Máy số gầm bệ thì tương đối là chất luôn nhá, rất là chất. 8 chỗ đây mọi người này. Hàng ghế thứ ba chúng ta không đi đến 8 người thì chúng ta có thể lật ghế lên để làm cốp, để đồ đạc thì tương đối là rộng rãi luôn nhá. Rất là rộng rãi. Phần đồ nhựa đây còn vẫn giữ rất là đẹp luôn. Rất là ít vết chảy xước luôn mọi người nhá. Đồ nhựa đây còn rất là mới luôn, trần nỉ nguyên bản này. Xe được thiết kế hai vùng điều hòa nhé, cửa gió điều hòa thứ hai thì ở trên trần nỉ này, trần rất là sạch sẽ luôn nhé. Và với chiếc xe này thì bên Thế Anh đang chào bán với giá là 290 triệu đồng nhé. Chỉ với 290 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu được một mẫu xe 8 chỗ máy xăng số tự động sản xuất năm 2009, phanh ABS 4 bánh nhá. Mâm đúc kép rất là đẹp luôn, dàn nốt khe rãnh như mọi người này. Đây về phần nội thất đây, ghế da màu kem đây. Còn giữ vẫn rất là đẹp luôn, rất là sạch sẽ, không có bục hay chảy xước gì đâu. Ngồi thì rất là rộng rãi này. Ba người thì ngồi hàng ghế thứ hai thì rất là thoải mái luôn mọi người nhá. Đây rất là rộng rãi luôn. Khoảng trống đây, mọi người có thể quan sát nhá. Trần đây. Cửa gió điều hòa đây, trần nỉ đây, rất là sạch sẽ. Gương kính chỉnh điện, táp lô, táp ly đây nhé. Còn giữ vẫn rất là mới luôn. Một chiếc xe mà bác chủ đi cũng khá là giữ gìn. Theo chỉ zin toàn xe. Chỉ với 290 triệu đồng thôi là một người đã sở hữu xe rồi. Cô bác anh chị mà đang quan tâm đến mẫu xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354 152 888 để em tư vấn hỗ trợ, cũng như là lịch xem xe và địa chỉ để xem xe trực tiếp, đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Vô lăng đây rất là đẹp luôn mọi người nhá, không có mòn đâu nhá, túi khí an toàn này, phanh ABS, gương kính chỉnh điện, phần đồ nhựa táp lô đây nhá, còn giữ được rất là tốt luôn, rất là bóng bẩy nhá. Đầu đĩa nguyên bản này, điều hòa cơ đây, củ số đây nhá, hộp số tự động 6 cấp, ghế da rất mới luôn. Tâm lô tâm ly đi mọi người nhé. Và bên em thì có thu mua 24/24 giờ, nên mọi người có nhu cầu mua hay là bán thì cứ liên hệ em theo số điện thoại 0354 152 888 nhé. Keo chỉ zin toàn xe mọi người này, táp nô táp ni đồ nhựa đây nhá, nhựa và da được phối với nhau đây, giữ rất
rất là sạch sẽ, không một vết xước luôn cả nhá, không một vết xước luôn. Vỏ rất là đẹp. Về phần chân phanh này, chân ga đấy nhá, tương đối là ít mòn mọi người nhá. Đó, từng chi tiết của xe đây, đồ nhựa còn giữ được rất là ok luôn. Vô lăng đây, mặt đồng hồ đây. Giờ em sẽ đè nổ máy lên để cho mọi người tham khảo phần khoang động cơ nhé, cũng cùng máy nổ của xe. Và bên thì anh thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc. Mọi người ở xa mà ưng xe thì vui lòng liên hệ em nhé. Cọc trước cho em 30 triệu đồng em sẽ gửi xe vào trong cho mọi người. Vận chuẩn là có 14 vạn 6 thôi. Chỉ với 290 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi nhá. Một mẫu xe nào đồng quý giá đến từ chất lượng của Nhật, và những chiếc xe đến từ chất lượng của Nhật thì mọi người cứ yên tâm thôi, độ bền cũng rất là cao nhé. Đây, máy thì rất là sáng nhé, còn rất là sáng, rất là khô ráo luôn. Máy nổ thì rất là êm, không có một tí rung giật gì cả này. Xe cam kết với mọi người là không một lỗi nhỏ nhé. Con động cơ thì em để mộc thôi, em không có dọn rửa gì đâu. Đó, máy rất là êm luôn này, không có một tí rung giật gì cả nhé. Xe không lỗi. Chỉ với 290 đồng triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi. Có anh chị mà quan tâm đến mẫu xe này thì vui lòng liên hệ em nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Có anh chị mà yêu quý kênh thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ video giúp em nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.